Mình tên là Hồ Thanh Hương, mình năm nay 21 tuổi và đang là sinh viên học ở trong Sài Gòn. Mình mới nhổ một răng dưới ở đây thôi mà. Còn đâu hai răng trên thì chưa nhổ. Mình cũng bị lệch nhẹ nhẹ, nhưng mà 2 tuần nữa mình định qua đây quay lại nhổ tiếp. Xong ra bên này thì bên này là bị lợi trùng thì có vẻ khó hơn. Có đấy, vì từ hồi xưa thì mình khá là sợ nhổ răng, nhưng mà lúc đến đây cũng sợ ấy ạ. Nhưng mà mình, tại vì với là mình xem ở nhà thì cũng thấy nhiều người nói là nhổ răng khôn đau lắm các thứ, nhưng mà đến lúc mình nhổ đây thì không hề thấy đau gì lắm. Mình quyết định đi nhổ răng khôn bởi vì mình, tuy là nó chưa gây ra đau nhức gì, nhưng mà mình có đi tư vấn bác sĩ thì bác sĩ cũng bảo là mình nên nhổ sớm đấy. Hiện tại thì nó chưa ảnh hưởng, nhưng mà nếu mình để lâu thì nó có thể gây ra đau nhức với cả có thể làm lệch răng mình các thứ ấy ạ. Mình nhổ trong tầm khoảng 45 phút. Lúc đó, nhưng mà nhổ không bị đau, với cả anh chị nhổ cũng nhanh, chỉ là lúc gần cuối thì nó bị vướng một cái chân răng khó lấy ra nên phải mất một lúc. Và mình thấy ở đây nhân viên tư vấn nhiệt tình, với các anh chị nhân viên dễ gần thân thiện nhỉ. Có mình có được các anh chị động viên. Mình lúc đầu mình sợ nhổ đến nỗi mình còn phải nắm tay một chị nhân viên. Sau khi mình khám xong thì về anh quản lý cũng quan tâm hỏi han mình và nhắc nhở mình quay trở lại tái khám để còn tránh bị có thể bị viêm nhiễm hay bị sao. Mình chú trọng cơ sở vật chất, với cả mình đầu tiên mình hay đi kiểu vệ sinh cá nhân nữa thứ thôi, xong mình xem thái độ phục vụ với cả cơ sở vật chất ở đấy nha, nếu mà tốt thì mình sẽ quay làm những cái quan trọng hơn như kiểu nhổ răng khôn nha. Mình thấy sức khỏe của răng nó rất quan trọng, với cả nếu mình chỉ vì chi phí rẻ mà mình bất chấp mình nhổ ở những nơi không uy tín nữa thì sau khi về nhà nó cũng dễ có thể gây ra biến chứng nặng nề về răng ấy ạ. Đấy thì không ảnh hưởng tốt tới sức khỏe. Mình nghĩ là mình nên đầu tư vào những nơi uy tín an toàn, thì còn nhổ thì sẽ ok hơn. Có nhiều người có răng khôn nhưng mà kiểu tâm lý họ kiểu ngại, tại vì nó chưa bị lệch hay là bị làm sao kiểu chưa ảnh hưởng gì răng, nhưng họ cứ để đấy. Nhưng mà nếu mà để về lâu về dài thì nó cũng dễ gây ra ảnh hưởng làm răng bị lệch hoặc là các vấn đề sức khỏe khác đấy. Nên là bây giờ mình thấy tuy là nó chưa gây ra ảnh hưởng gì tới mọi người, nhưng mà mình vẫn nghĩ là mọi người nên đi nhổ sớm để còn tránh bị những tác hại về sau này.